điều vì vậy thì các bạn một chiếc điện thoại dòng mới của điện thoại HTC THT F7, chiếc điện thoại 2 sim 2 sóng online, chúng ta cùng khám phá mấy cái chiếc điện thoại này. Cùng vui nắp vui hộp của chiếc điện thoại F7. Máy điện thoại và gì thế đó. Là chiếc điện thoại THT có camera sau, đây là loa, dòng điện thoại sẽ tích hợp cho những người già bàn phím to, số rõ. Chúng ta có thể thấy giao diện của chiếc điện thoại rất là thiết kế, rất là màu mã, rất là đẹp, có đủ màu cho quý vị các bạn, xanh, đen, đỏ, cho quý vị quý khách chọn lựa cho mình chiếc điện thoại này. Chúng ta cùng khám phá bên trong tiếp theo. Đây là pin chính hãng của dòng THT Phone. Modem BLC5 3.7V. Chúng ta cùng khám phá tối đa là 4.2V, dùng rất thì là bền. Và tiếp theo chúng ta là có một tai nghe dùng cho điện thoại iSIM 2 sóng THT F7, tai nghe zin. Và tiếp theo là sạc, đây chúng ta thấy sạc của dòng sản phẩm. Trên sàn đây là phiếu bảo hành của hướng dẫn và sử dụng, hướng dẫn sử dụng. Cấu hình của điện thoại này thì các bạn sẽ thấy kích thước máy chủ bốn c, camera 8, phía sau 8 pixel. Thẻ nhớ tối đa là 4GB. Hình 12 tháng cho quý khách hàng. Xin quý bạn xin giới thiệu quý vị các bạn chiếc điện thoại này.